Ê mọi người, hai người nói chuyện với nhau, tôi về tôi chơi với trai đây. Trời ơi, trời là sao? What you do for love? Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hi Ha đây, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình. Và đừng quên, trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại cho mình một like, một share để ủng hộ video mình. Và đừng quên đăng ký channel của mình cũng như là Jimmy để ủng hộ hai đứa mình lên nhiều cái sub mới nữa nha. Và 70% của các bạn đang coi clip này đó chính là chưa đăng ký của mình. Bạn nào chưa đăng ký thì đừng quên click vào đăng ký giúp mình nha. Và các bạn đừng quên tốn ra 5-10 giây để click vào quảng cáo để cho tụi mình có mì tôm ăn nha. Mùa dịch nên mọi thứ đều giảm thiệt hại hết rồi mọi người ơi. Thôi được rồi, hôm nay các bạn đọc tiêu đề thì cũng đã biết là có vấn đề gì rồi đúng không? Đó giờ là bữa giờ mình chỉ cho mấy người kia thôi là quá là bình thường. Hôm nay mình định quyết định đó chính là chúng ta sẽ qua cho Yummy. Lâu lắm rồi chúng ta không cho Yummy. Ok, hôm nay chúng ta sẽ quyết định qua cho Yummy, mà cho thế nào thì các bạn đi theo chân mình thôi. Mình sẽ đi qua nhờ với bộ một thanh niên gọi là giả gái, khi mình nghĩ là có tiềm năng giả gái rất là cao. Đâu rồi ta? Hello. Trời đất ơi, chơi game gì mà ngu vậy? Đúng là đồng đội như sợ xịt vậy. Trời đất ơi. Bro. Ôi, hết hồn. Vô ông gõ cửa. Con sống dậy, trời hết hồn. Quay. Anh chơi game, vô đây chi. Hôm nay ta có một cái vấn đề này, muốn nhờ của tôi giúp được cơ. Vấn đề gì trời? Ai bậy ra, bậy lại trốn nữa không hả? Tao không tin đâu. Biết nhầm. Trốn cái gì lại không? Trốn mày trốn. Thời gì? Đại nào mà vô con trốn, hôm nay là tao sẽ nhờ mày đi trốn người ta. Chỗ ai? Trời còn ai đi nữa. Thật. Thì còn ai trong cái nhà, trong cái khu này ngoài tao với mày và Jimmy? Dạ còn Jimmy đó mày. Nhưng mà tao vẫn nghi lắm, mày có thể chúng mày sẽ trốn tao lại không? Tao không tin, nhưng mà ê, mà trốn gì nó lại, nó nghe nào, nó nghe này. Hôm nay tao có một cái quy định này, một cái suy nghĩ này rất là táo bạo. Nói chung là tao định nhờ mày giả gái. What? Không phải là gọi là giả gái, giả là bạn gái của tao. Ôi được anh, được bạn. Trời ơi, giả gái của tao đây. Phước ba đời đây. Được rồi nha. Thì cái này cũng được đó, nhưng bây giờ tao biết làm con gái chứ. Trời đất ơi, để tao dạy mày nha. Đầu tiên á, mày phải nói một cái giọng cao lên. Giọng cao lên. Giọng cao ở như nha. Giống như mày biết nói giọng gió không? Giọng gió à, như vậy á? Dạ nhít. Không, giọng gió là mày kiểu như nói một cái giọng khác giống như vậy. Hello. Ừ, đó giống vậy đó. À nhít lên như này á. Đúng rồi đó, đúng rồi. Đúng rồi đó. Trời ơi hợp lý. Mày phải điệu lên, hiểu không? À dạ dạ dạ. Cái anh này làm gì? Đúng vậy anh, trời ơi. Dạ đây tao nói, bởi vậy tao nói mày có tiềm năng lắm. Thôi được rồi. Bây giờ sao ta? Được rồi, tao sẽ ném cho mày một cái skin. Thôi, nói chung là mày đi giả gái đi. Vô đây thay đồ giả gái đi mày. Vô. Ok, để tao thử. Đầu tiên làm này ngại quá. Trời ơi còn ngại ngủng nữa. Trời ơi Khánh ơi, xong chưa? Tao không dám nhìn luôn á Khánh. Đây, xong rồi. Được không? Tu, không khác gì kim cũ luôn. Ủa, dạ. Mày bị gì vậy mày? Ê, từ từ, lỗi, từ. Mày bị lắc hả? Trời ơi, thằng này nó lâu. Chưa? Tu, à thấy rồi, đi ra lại đây, chui ra. Chui ra lại, thấy rồi bro ơi, đóng cửa lại, rồi. Được rồi. Go. Đưa giả gái vô đây, đỉnh cao đấy, tóc cũng màu tím đấy. Chất lượng đấy, nhưng mà cái áo mày kiếm đâu, cái áo tù. Mày kiếm áo đâu ra như áo tù vậy? Trời ơi, ai biết chắc mất trường, chắc thấy áo này đẹp, chắc dụ nhiều người bán đắt tiền, cái áo cũng đắt tiền ấy. Không hiểu luôn, chơi cái áo như áo tù vậy. Thôi rồi, bây giờ mày nhớ là mày là bạn gái của tao nha. Ok chưa? Ok. Đi. Đâu, mày đi lỗi luôn hả? Thì liền và lương. Từ từ. À, bây giờ sao ta? Cái từ mày ở này đi, một chút tao kia mày qua, tại vì biết gì không? Tao qua bển tao khám phá tình hình cái đã, hiểu không? Tìm hiểu tình hình trước cái đã. Không có đưa mà vô bậy bạ được. Chết đây mọi người ơi. Thôi đi qua coi Jimmy cô te học me xíu rồi vậy làm gì rồi. Jimmy cô te học me xíu rồi, sữa học gà đồ bán hô. Jimmy đâu rồi? Hey yo, lucky man nè. Ôi, quay, what's up? Cái gì? What's up? Hello. Đang làm gì vậy bạn? Tôi đang cho gấu ăn. Vừa cho ăn xong thì ông đánh con gấu tôi mất mẹ, tôi tức đó nha. Tôi không có đánh con gấu của bà, mà tôi đánh thẳng vô cái đầu của bà. Tôi mới treo nó lên nè, thấy dễ thương không? Ừ, dễ thương đó, nhưng mà nó bị khùng. Nhưng mà
Ký đầu ông giờ khùng nha, qua nhà người ta chơi gái người ta. Đồ điên. Cái con nhỏ này mày đạp tao xuống từ trên đến dưới té xuống dưới mày biết đầy đau lắm không? Ê, anh đi á. Trốn đi, trốn đi, trốn đi, trốn đi cái đã. Có gì không? Kiếm tôi có gì không? Thì bảo không có gì thì thôi, tôi về tôi chơi với gấu cười. Hôm nay tôi có một quyết định. Quyết định gì? Là tôi sẽ giới thiệu cho bà một người này. Người này là ai? Người này sẽ sau này sẽ qua sống cùng với tôi. Mẹ ông hả? Hay em không? Vậy cháu không? Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Được rồi à, em ơi ra đây đi. Ê, đẹp đến liền, đến liền. Cho ai? Anh đi ra. Ủa, ai vậy? Đây chính là bạn gái mới của tôi. Sao cái giọng này nghe cũng có quen quen sao ta? Ai vậy? Quen được. Đây là bạn gái mới của tôi. Giọng người Bắc đây. Đừng đùa. Rồi. Người này sau này sẽ chuyển vô nhà ở chung với tôi đúng không em? À đúng rồi dạ. Trời, em chào chị. Em là bạn gái mới của anh. Trời ơi mọi người ơi coi cách. Đây là bạn gái mới của tôi. Ủa ông quen hồi nào vậy? Tôi quen hồi hồi tuần trước đúng không em? À đúng rồi, đúng rồi, tuần trước chúng mình mới quen nhau đó. Đấy, tuần trước chúng tôi vừa quen nhau luôn. Tôi dẫn em ấy đi đầm sen đạp dịch đúng không? Trời ơi. Ôi trời, anh này ngại quá trời, chạy đưa em ra. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Người gì đâu đẹp trai các bạn vậy? Ai người đang nói cái gì vậy? Thiệt sự luôn á hả? Hay là ông đang giỡn với tôi vậy? Giỡn cái gì đúng không? Trời ơi, đã nói là trình hình vậy giờ còn giỡn cái gì nữa? Ông nói thiệt luôn. Đúng rồi, trình hình vậy rồi. Còn giỡn gì nữa với mi? Thôi, đến lúc là tôi cũng phải thay đổi cái xì kim này rồi. Chúng ta không nên mặc bộ đồ giống như này nữa. Chúng ta phải có một cái bộ đồ nào mà nó gọi là một cặp xíu đúng không em? Đúng rồi đó anh, trời ơi. Ok, để anh xíu nha, anh đổi liền nè. Anh yêu. Ok, anh đổi liền luôn. Để coi coi bộ nào đẹp. Thiệt sự là như vậy luôn á hả? Thiệt qua giỡn hình người ta đã nói thiệt rồi mà trời ơi. Thôi được ông rồi. Ông giỡn như tôi nãy giờ đúng không? Giỡn gì? Giỡn cho bộ đồ đó ra nhanh lên. Giỡn cái gì chứ em trời ơi. Trời đất đúng ơi. Rồi. Cái con quỷ này mày bị điên hả? Tụi mày đánh anh. Giỡn giỡn nha. Không có gì đâu, có gì đâu, tôi đánh đúng đánh. Ơi cái này là bạn gái của tôi nha. Bà vô duyên như vậy nha. Người ta là người mới rõ ràng nha. Anh nói chị ấy giỡn dữ quá. Ông giỡn với tôi hả? Thôi bị khùng hả? Cái con nhỏ này có gì đâu mà đẹp. Ông trời nghe ơi. Ông nhìn nè. À, thì hở hang. Để cái đầu thì tím liệm mà như thần Khánh vậy. Trời ơi. Trời ơi. Nhìn là thấy gớm rồi. Cứ để em cho bê bê. Cá cho cá cho anh cầm chai. Mày phải kiềm hãm lại, mày phải bật lại hiểu không Khánh? Mày ngu lắm bật lại. Nói cái gì á? Nói xấu tôi nữa đúng không? Trời ơi. Đây nha. Tôi không có giỡn nha. Thôi chị rất nhiều nha, tôi giàu hơn, tôi xinh hơn. Cái gì cho anh đây hơn. Đúng rồi. Chị thôi chị làm. Cái giọng của mày hả con quỷ? Trời ơi cái giọng mình đẻo tao nghe. Tối ngày. Cái giọng của mày em ghét gì hết chứ ghét chứ mà mất thương bơ. Mẹ ơi. Trời đất ơi tôi không chỉ nhiều thứ nha, chị ghen tị đúng không? Trời ơi cái đồ xấu xí. Nhìn lại đi nè, mày thấy tao. Chân mày nè, không có gì mà đẹp bằng. Đâu trời ơi, người ta đẹp vậy, người ta mặc đồ gọi là thời thượng chứ bà coi đi. Thời thượng. Trắng đen sọc sọc y như là ở tù vậy. Trời ơi, mặc đồ mà đồ thời thượng. Đây là cái đồ hàng hiệu nha, chị ghen tị thôi. Đồ hàng hiệu có đồ cặp giống gì không? Có đồ cặp giống gì không mà nói bày đặt đâu, hả? Đồ cặp đâu? Nè, ông cởi cái bộ kia ra liền. Ông tôi bây giờ tôi không muốn mặc đồ cặp nữa, hiểu chưa? Bây giờ tôi muốn đồ cặp với người này cơ, đúng không em? Đúng rồi anh. Trời đất. Nói cho ông biết nha, ông là cái đồ đáng ghét. Tránh xa tôi ra, tôi không bao giờ muốn gặp ông. Không bao giờ muốn làm bạn với ông thêm một lần nào nữa. Còn cái con nhỏ kia, từ nay nha, cắm mày vô cái khu phố này. Mày mà vô đây tao chỉ giết mày chết hay chưa? Trời ơi, em đi, trời ơi, cái gì mà đi. Thôi thôi thôi. Thôi, kệ nó đi em ơi. Thôi kệ nhỏ khùng đi. Đi lên nhà không chơi nữa. Đi đi. Thấy không? Người ta còn tóc dài dịu dàng không ai như nhỏ tóc ngắn. Trời ơi. Cái đồ đáng ghét đi. Tóc ngắn của người ta là tóc ngắn cá tính chứ không phải là cái đồ tóc dài mà đi á. Đồ tôi đây cái thứ đồ thứ ba. Trời đất ơi, đồ tôi đây. Nè. Tặng nè, tặng ông cho cô gái ấy. Thôi em ơi, về nhà em chơi đi. Về nhà em chơi nha, em tóc tím dễ thương. Ai như con nhỏ đầu chùa, à lộn, nhỏ đầu tóc ngắn. Đi về. Im lặng đi nha, tôi ở đây tôi gọi sư tử của con gà giá cắn ông chết. Bây giờ tôi kêu gấu tôi giá cắn. Gấu ơi,
Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, Khánh ơi, vui vẻ. Giờ nó sao mày ơi? Tao nghĩ là chúng ta nên suy nghĩ cho lộn người rồi mày. Trời ơi, chôn ai không chôn mày bắt tao chôn. Tao ơi, chôn biết người gì mà cọc cần tức giận dễ sợ. Ôi, tao bị đánh mấy lần đau quá. Ôi, trời ơi, con cái con giờ là sao tại? Ôi giời ơi. Trời ơi, mày coi nó kìa. Mày coi nó kìa, nó đập banh căn nhà của tao luôn kìa mày. Trời đất này, ơi. Lắp đồ đậu xanh. Kêu giỡn tiếng mà ao ấy làm kiểu giả bộ một xíu rồi. Bởi vậy tao nói mày sức hút của tao thấy đẹp trai không trời. Chứ mày nhìn một cái là ngã liền. Ghê bạn tôi, ghê rồi bạn tôi. Trời ơi, tao là trời. Mày bởi vậy nhìn tao thôi mày cũng đã chịu không nổi rồi đúng không? Trời ơi, tao biết mà. Ghê. Mất dạy bạn ơi. Bây giờ tao tới nơi vậy nè, cái con quỷ cái kia. Mày đi ra đây, cái đồ thứ ba, cái đồ tu đây, xuống tay mau lên. Tới nữa. Hay là mày biết là làm nổ căn nhà này luôn. Thôi, bình tĩnh. Nè, ra ngoài, ra ngoài. Bớt lỡ đi nha, đi nha, đi ra đây solo nè. Đúng rồi. Không đẹp giờ còn mày đặt chửi người ta. Nè, này, chơi nè. Trời ơi, bắt đầu kim cương mà đánh không trúng nữa kìa. Trời ơi, chết đi. Né con. Chửi nó Khánh, chửi nó Khánh. Cái này đồ đáng ư. Né đi. Không ai ư hết. Né đi nha, né đi. Cái thứ gì vậy, ta nói không phải là thứ này. Ôi dồi ôi, dồi ôi, cô Diệp My. Đúng là cái đồ thứ hai, thứ ba. Nè, bạn muốn chơi với tôi bị ở thứ chưa tới với bạn luôn nè. Trời ơi, Khánh. Nè, này thì chết đi. Thôi cái gì mà thôi không có thôi cái gì đây nhá. Đi lại đây, ngon mà bước lại. Nè nữa đây. Thôi con quỷ này trời ơi, đánh đánh đánh. Thôi con quỷ này thôi. Chửi tao con quỷ thằng Khánh thì khùng hả? Mày đánh tao hoài trời, thôi coi trời đâu quá. Thôi. Ủa là sao Khánh ở đây là sao? Nói. Chuyện gì đó chỉ ra. Trời ơi, tao đủ rồi nha. Trời ơi, đánh đi đánh đâu mày. Đủ cái gì mà đủ? Là sao? Sao lỗ ơi? Là sao? Trời ơi, dẹp hết đi. Trôn gì vậy? Trời ơi, đau hết cả đầu. Ê, mọi người, hai người nói chuyện đi nha. Tôi về tôi chơi với trai đây. Trời ơi, trôn gì trôn ngoài trôn lắm. Cuối cùng nói ông cho tôi đúng không? Ông dám giỡn với tôi vậy nha. Quỷ, chưa gì nó lỡ rồi mọi người ơi. Thôi. Hẹn gặp lại và dưới video tiếp theo nha. Trời ơi, trời nhầm con bà chàng rồi mọi người ơi. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Chết ơi.